Xin kính chào cô ba anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với Hoa Đá Cao Nguyên. Cô ba anh chị thân mến, buổi chiều ngày hôm nay thì anh em mình lại đang có mặt tại thôn Lùng Pùng B các bạn. Nhẽ ra là anh em mình vào từ sáng rồi. Sáng nay lũ em có gọi điện cho anh em mình về cái trường hợp của bốn bà cháu ở cái ngôi nhà mà hôm tập phim trước anh em mình đã vào thăm ấy. Thế nhưng mà hôm đấy vào thì chỉ gặp có hai cháu nhỏ thôi. Cháu Minh và cháu Xuân đấy, cũng chưa gặp được bà cụ. Thì sáng nay lúa có điện là bà cụ có ở nhà và cái anh con trai của bà cụ cũng về rồi. Thì bây giờ anh em mình mới sắp xếp được thời gian để vào thăm lại bà cụ và cũng để mà chia sẻ xem cái hoàn cảnh của cụ như thế nào. Nếu mà thật sự là quá khó khăn thì cũng mong là chia sẻ, cũng mong nhờ cộng đồng, các nhà hảo tâm có thể hỗ trợ được cho gia đình được cái gì thì quý cái đấy các bạn. Hôm nay thì quay trở lại thì anh em mình có trích một cái số tiền nho nhỏ, tiền của anh em mình thôi, tiền của kênh thôi, mua cho bà một thùng mì với lại cho các cháu một chút kẹo bánh. Đấy, hôm nay thì trời mưa gió này các bạn này. Đường đi vào đấy đến đây là hết đường bê tông. Mưa đợt này thì nó dạng là mưa dầm gió bấc rồi. Đấy. Trơn. Hôm trước thì anh em mình vào ấy thì theo như cái lời mà chia sẻ của mấy cái cháu bé ở đấy thì bố mẹ các cháu này đi làm, cũng đi làm công ty. Nhưng mà không biết là tình hình như thế nào. Đấy mà lại để cho mấy bà cháu ở với nhau thì thấy trước mắt là thấy cái ngôi nhà thì nó cũng lụp sụp xuống cấp lắm rồi. Cộng với lại cuộc sống của người ta thì anh em mình nhìn thấy là cũng cái việc mà sinh hoạt, ăn uống là thấy thiếu thốn nhiều lắm các bạn. Khó khăn. Đấy, không biết là anh con trai kia là đi làm công ty ông Teo là như thế nào. Mình cứ vào đã. Vào thì hôm nay có bà cụ ở nhà và có cái cậu con trai của bà ở nhà thì xem là tình hình cuộc sống của người ta có gặp cái vấn đề gì khó khăn, ốm đau bệnh tật như thế nào không mà lại để cho cuộc sống nó khổ đến vậy. Đây đến rồi các bạn. Này. Ngôi nhà ấm nọ này. Ây da. Gia đình ơi. Vâng, chào anh. Ừ, chào em, chào bà. À, bà là gì nhỉ? Po à? À mưa gió quá nhỉ? Khu này là như nào đấy? Cháu. À, anh nhá. Anh là mới đi làm công ty về đấy đúng không? Vâng, mới đi. À, anh là con của bà đúng không ạ? Bà. Anh tên là gì cơ? Dình ạ. Anh Dình là sinh năm bao nhiêu? 91 ạ. 91 thì Dình làm em của mình rồi nhá. Giới thiệu với Dình thì anh em mình đã vào nhà chơi một lần rồi. Đấy, thì hôm đấy là không có Dình ở nhà. Hôm đấy là vợ chồng đi làm. Anh em bọn anh ấy thì làm một cái kênh YouTube nhỏ nhỏ đi hỗ trợ bà con ở trên vùng cao. Kết nối thôi. Đấy, mình thì không có tiền. Nhưng mà cái kênh của mình thì cũng có một số nhà hảo tâm cũng đã đồng hành cùng. Cũng giúp đỡ được một số gia đình rồi. Một số hoàn cảnh rồi. Thì hôm trước thì cái em lúa em ở bên thôn Lùng Pùng A ấy, đấy, có gọi điện nhờ là vào giúp cho bà. Đấy, bà ở một mình cộng với lại nhà cửa nó cũng xuống cấp rồi thì mới lại có mấy đứa cháu nữa.
Đấy, thì anh em mình vào một lần nhưng hôm đấy không gặp bà. Đấy, thì hôm nay quay trở lại để may lại gặp Dình nữa, thì tí nữa nhờ Dình đấy, chia sẻ cái cuộc sống xem là khó khăn như thế nào nhá. Vâng ạ. À, còn đây, đây này, bọn anh không có gì đâu nhá. Đây, cái này thì là gọi là một tí quà của kênh kênh bọn anh, kênh Hóa Đá Cao Nguyên, với lại tí kẹo cho các cháu nhá. Cầm mà. Ừ, cảm ơn. Ok, không có gì, tí tí đâu. Bà có nói được tiếng Kinh không? Không ạ. À, rồi. Bà năm nay nhà bao nhiêu tuổi nhỉ? Bà sinh năm 56 ạ, 1956. 1956. À, ở hôm nọ mình xem ở kia. Bà ốm à? À, ho à cơ? Bà năm nay là 67 tuổi rồi các bạn. Hôm trước thì anh em mình, ô, bà là bị hỏng một mắt à? À, bị cái này là chắc là bị cái gì nó. À. Cái thôi thì có tôi mới tốt bao tôi bỏ ấy mắt luôn mà mấy cô tôi bỏ bà nhau rồi mà. Khổ, bây giờ đi lại thì nó không thuận tiện lắm. Đúng rồi. Con mắt là cửa sổ tâm hồn Bây mà. giờ bà đi làm cái gì cũng khó. Bà bây giờ có đi làm một cái gì không? Không, ở nhà cha lo cho con cháu. Lần trước cháu vào nó không gặp bà. Em dịch nhá, bảo lần trước là cháu vào không gặp bà, có mấy đứa trẻ con ở nhà thôi. Thằng nó tôi chỉnh chưa cho về tuổi nhuận nhau chết rồi. Đó, ông mình cho thích sách cho nó là số tôi số thế tôi mà nó tôi thế rồi. Bà đi trồng cây cho chú. À, Nên đây nó là thế bà thôi. ngủ giường này, bà không có chăn ấm à, không có chăn chiếu gì à, Thì thế là mà. đắp cái chăn này được á. Tuổi nhuận này thế là mà. Đắp chăn đấy là bà còn đắp chăn đấy. Tao thằng tao bò hay mà tao bò sợ sợ nhẹ ô. Tớ sẽ mua đá chứ Oh, chị mà. Pâu. Thôi, bà nghỉ đi. Anh em mình ngồi đây nói chuyện một tí. Thế là Dình à? Dình Dình mấy cái đứa trẻ con hôm nọ ở đây là con của em à? Vâng, con của em ạ. Ừ. Thấy bảo là hai vợ chồng đi làm công ty à? Vâng, hai vợ chồng đi làm công ty. À, làm ở tận đâu Dình? Làm có ổn không? Tình hình thế nào? Công việc thì cũng không ổn đấy. Đi làm thì khoảng thời gian bắt đầu đi thì vợ chồng đi làm rồi thì khoảng cái thời gian thì vợ hay ốm suốt. À, Mà vợ vợ ốm. chồng thì cũng không chăm lo được cái gì vì đi làm thì vợ ốm suốt thì không làm chỉ có đủ chứa đành mua thuốc cho vợ thôi. Thế hôm nay vợ em đâu? Hôm nay vợ em hiện tại hôm nọ về nhưng mà nó ốm bây giờ đi ra viện nữa rồi. À. Vâng, bây giờ là có mới ba bốn con chung với bà thôi. Vâng. Tức là trước đây hai vợ chồng là cũng ở đây, xong là cuộc sống khó khăn là hai vợ chồng để lại con cho ông Để bà. lại con cho bà. À, cho bà. Để bà trông hộ. À, trong hộ đi làm công ty là cũng vợ ốm đau suốt à? Vợ ốm đau suốt. À. Bây giờ là Tiền nong đi làm nó có đủ để trang trải cuộc sống hay không? nói chung là chỉ có đủ bàn đấy thôi, đủ Ừ. tiêu thì không đủ cho con đi học, không mua này ăn mặc ấy. Vâng, vợ chồng thì nó là cũng quanh năm đi làm nhưng mà cũng chẳng làm được cái gì. Gọi là đi làm nhưng mà do là vợ ốm đau Do bệnh vợ tật ốm các đau, thứ thì những vâng, cái đồng tiền là mình làm thì là hết được tiêu hết nó rồi. chi hết vào, Vâng. tức là vợ cũng đi cùng làm dưới đấy nhưng mà cũng ốm đau suốt triền miên à. Đúng rồi. Vợ ốm đau suốt thì bây giờ không làm được ấy, thì công ty người ta cho nghỉ thì anh mới đưa vợ lên quê. Vâng, bây giờ vợ chữa bệnh khỏi xem hôm nào đỡ đỡ khỏi được thì cũng để vợ ở nhà thôi. À, để vợ ở nhà lại tiếp tục đi làm. Vâng. Nói chung là vào hôm đầu bọn anh vào thì nhìn thấy hoàn cảnh của mấy bà cháu là cũng thấy là cực kỳ khó khăn rồi. Đấy, cũng chia sẻ một video lên kênh cho các bác khán giả xem rồi đấy. Đấy, thì hôm nay quay lại thì đây là
anh Dình đấy, con trai của bà cụ, bà tên là gì nhỉ? Bà tên là Mua. Bà Mua. Vâng. Đấy. Anh em mình cũng chỉ muốn chia sẻ đấy, anh Dình thì vẫn còn trẻ khỏe các bạn, cũng vẫn còn đi lao động, tuy nhiên thì theo lời Dình chia sẻ thì là đi làm, hai vợ chồng đi làm, tuy nhiên thì vợ ốm đau suốt, những cái mà cái đồng tiền mà kiếm ra được thì cũng đủ gọi là mua thuốc men cho vợ đi khám chữa bệnh, cộng lại là cũng chỉ lo cho mấy bà cháu được cái mắm muối mì chính phụ thêm mà thôi. Hôm nọ vào thì thấy ăn uống cũng không có một cái gì hết. Đấy, hôm nay quay trở lại thì hôm nọ anh không gặp bà, thì hôm nay thằng sáng này lúa điện bảo mà bà có nhà đấy thì anh vào. Lúa thì cũng đã được kênh của anh với kênh của Nắng Mai TV đấy, cũng chia sẻ thì cũng nhận được cái sự đồng cảm từ các bác khán giả với các nhà hảo tâm, thì mọi người cộng đồng thì cũng đã hỗ trợ cho lúa rất là nhiều rồi. Đấy thì bây giờ nó cũng muốn là những người nào khổ hơn thì cũng muốn là anh em vào chia sẻ để giúp đỡ thôi. Bà năm nay là gần 70 tuổi rồi nhỉ. Chột, gọi là bị hỏng một mắt rồi, hỏng một con mắt rồi các bạn. Bà thì cũng không đi làm được những cái việc nặng nữa, không đi làm để mà có những cái nguồn thu gì để ra nữa rồi. Đấy, hôm nay cũng vào phải chia sẻ lại cái trường hợp này. À, thế là vợ em bây giờ là đang cũng vẫn là về đến đây là vẫn phải ra ngoài viện làm. Vẫn phải ra ngoài viện làm. Ừ. Đấy, vất vả nhỉ. Cuộc sống thì cũng vất vả thật. Ừ. Vừa làm để phụ ba bà cháu nhà muối mái mì chính, mà vừa là để kiếm tiền đi chữa bệnh cho vợ nữa. Ừ. Vâng. Với một cái đồng lương thì với một cái chỉ trông vào một cái nguồn thu duy nhất thì mọi người cũng có thể thấy là nuôi 4 miệng ăn, 5 miệng ăn. Đấy, 4 bà cháu cộng với lại vợ nữa. Đấy, thì để hôm nào anh sẽ vào sau làm sao mà gặp được cả vợ em cơ, xem là tình hình ốm đau như thế nào, cũng mong muốn là nếu mà ốm nặng quá hay là bệnh tật nó dai dẳng ấy mà nó tốn kém quá mà gia đình quá khó khăn, thì cũng mong là các bác rồi thì các nhà hảo tâm có thể đồng cảm đấy, giúp đỡ được cho gia đình cái gì thì tốt đi đấy thôi các bạn. Chứ còn nếu mà hôm nay vào mà bắt gặp Dình với lại vợ mà khỏe mạnh vẫn còn đi đi làm kiếm tiền đủ để mà cho cuộc sống nó đảm bảo thì anh em mình cũng chỉ gọi là vào chơi thôi, vào thăm thôi. Nhưng vào đây mới biết đấy là Dình vừa chia sẻ là vợ ốm đau. Đấy, hôm nay anh em mình vào không gặp là do là vợ đi làm viện rồi. Chỉ gặp có bà cụ thôi. Nói chung thì bản thân anh em mình đi làm kênh ấy thì đến khoảng tầm 70-80% bà con ở đây là nghèo. Nghèo đúng là nghèo thật luôn. Mọi người thì có thể xem qua những cái thước phim của anh em mình cũng cảm nhận được. Đấy thì chỉ có số ít đấy, người gọi là may mắn hơn, biết làm ăn thì mọi người có cái cuộc sống nó gọi là tốt hơn so với bà con ở đây thôi, chứ còn so với mặt bằng chung thì vẫn còn gọi là thua xa ở với cuộc sống ở dưới xuôi các bạn. Đấy, từ trong nhà gần như là không có một cái tài sản gì hết. Các bác cũng thấy đây là gần như là đúng là mình vào mình nhìn là không có một cái đồ gì nó có thể là giá trị để mà chỉ còn mấy cái bát cái đũa ăn cơm nữa thôi. Thật ra giá trị tài sản ra thì không có cái gì hết. Đấy thì
Chính vì như thế là bọn anh mới cố gắng làm sao mà chia sẻ rồi thì có thể kết nối được với lại các bác, các nhà hảo tâm để giúp được gia đình cái gì thì tốt cho gia đình, cho gia đình đỡ khổ thôi. Đấy, chứ còn thực ra là mọi người ở đây thì cũng không ai đi đến nhờ anh em mình đâu. Đây cũng chỉ là xuất phát từ những cái góc độ anh em mình đi làm, thấy mọi người khó khăn khổ sở thì anh em mình cũng phát tâm là muốn chia sẻ, kết nối để giúp đỡ cho mọi người thôi các bạn. Thế đi làm công ty dưới đấy được bao tiền tháng? Được, đi vào công ty to thì không đi được. Đi vào công ty tư nhân máy thì 6 triệu đến 6 triệu rưỡi một tháng. À, 6 triệu này còn mình phải tự sinh hoạt. Tự sinh hoạt các thứ nữa. À. Vâng. Mà vừa lại vợ đi làm ốm đau suốt thì lại không đủ công tháng nữa thì vợ thì nói trong một tháng được 4-5 triệu thế thôi. Mà vừa lại còn ốm chữa bệnh nữa cho vợ nữa thì vợ chồng thu nhập một tháng thì có đủ nuôi bà cháu ở nhà thôi. Thậm chí là không có tiền gửi về cho bà con. Đủ nuôi gọi là mang tính chất là đủ mua những cái thứ gọi là ăn uống hàng ngày, mua cái mắm cái muối rồi thì thi thoảng được bữa thịt thôi. Anh nhìn vào đây thì cũng không cần phải nói gì nhiều đâu các bạn. Nói chung là nhìn vào thực tế đây thì các bác mọi người cũng có thể thấy là cuộc sống của gia đình là nó khó khăn đến mức độ như thế nào rồi. Đấy, và cũng muốn chia sẻ luôn là mong là anh em mình vào đã cảm nhận thấy rồi và hôm nay gặp được cả Dình đây nữa thì cũng mong muốn chia sẻ luôn là nếu mà có các bác nào, các nhà hảo tâm nào mà có tấm lòng vàng thì cũng mong các bác lưu tâm đến hoàn cảnh của gia đình bà Mua, anh Dình đây. Đấy, một cái trường hợp mà cũng cực kỳ là khó khăn. Bây giờ là một mình anh Dình là càng đáng cả gia đình. Đấy, một mình là làm với một cái đồng lương đi làm công ty chỉ có 5 đến 6 triệu mà mọi cái chi phí sinh hoạt của bản thân là cũng dựa vào cái đồng lương đấy. Rồi thì nuôi ba đứa con, một bà cụ nữa. Và vợ thì ốm đau triền miên, coi như là vợ thì không nói rồi, không thể có. Nếu mà nó đi làm được mà nó đủ mà chi phí cho nó đã là cái tốt rồi, sợ nó làm được một tháng lại ốm ba tháng thì đúng là cũng không lại được. Tết đi bây giờ về thì đợi vợ khỏi ốm mới đi làm tiếp hay là về bây giờ là nghỉ Tết luôn? Bây giờ đợi vợ khỏi ốm. Bây giờ cũng giáp Tết rồi mà bây giờ xong có cho vợ đi được không? Xong vợ đi thì muốn đi nhưng mà bây giờ bà già nữa thì để vợ nhà trong con hộ bà. Nhưng mà vợ mà đi mà ốm đau như thế cũng vất vả. Cũng vất vả. Cơ bản là bây giờ nó đi làm công ty sợ nó không phù hợp với công việc. Muốn có lương cao thì phải chịu khó tăng ca làm cái công việc nó vất vả thôi. Mà sức khỏe không đảm bảo thì làm được một tháng này, ốm một tháng thì lấy đâu ra mà có tiền nữa. Thậm chí là còn âm ấy. Với lại đi làm thì tiền nhà trọ các thứ là các lo chi phí hết rồi, vừa lại lo cho vợ mà vừa lại lo cho cả nhà nữa. Lo cho cả nhà, bốn miệng nhà ăn nữa thì anh cũng không kiếm được đồng nào thật. Để bây giờ một cái mức thu nhập của một người thợ xây nhá, cũng 5-6 triệu mà ở đây nhá, còn được nuôi cơm rồi mà còn thấy chật vật nữa là huống chi là đi xuống những cái khu công nghiệp mà cái đồng lương cũng chỉ bằng thế, mà mọi thứ mình đồng lương 6 triệu là gói gọn trong đấy là cả tiền mình phải thuê nhà đúng không? Mình thuê nhà rồi mình ăn uống nữa, xăng cộ đi lại nữa thì không gọi là, nếu mà không ốm đau thì một tháng ông nào tiết kiệm thì chắc là để ra được khoảng 2-3 triệu. Thế thôi. Sợ còn không được ấy. Có tháng là không đủ dùng. Vợ chồng có tháng là âm tiền lại công ty nữa. Đấy, như bà Hiền chia sẻ là bà nấu một nồi phở, bà là bên bên Mỹ. Đấy, bà cũng là một mạnh thường quân mà
cũng đồng hành với kênh của anh em mình cũng cũng rất là nhiều. Đấy, bà chia sẻ là bà nấu một nồi phở ở bên Mỹ là 150 đồng, là 150 đô ấy. Nếu mà quy ra tiền Việt là một cái bữa sáng bên đấy bằng nửa tháng lương em đi làm đấy, 3 triệu mấy. Đấy, cả mà cả tháng như dình đây đi làm thì chỉ có 6 triệu thôi, mà mọi cái chi phí các thứ là đều nằm gọn trong đấy. Thì chắc là mọi người ở đây thì dù là công nhân hay là những cái người có điều kiện hơn thì cũng có thể biết là với một cái số tiền mà 6 triệu ở cái thời điểm vật giá bây giờ thì cũng không thấm vào đâu các bạn. Để no cho cả một gia đình thì cũng là căn ke được, nó là một cái điều giỏi rồi. Đấy, còn đấy gọi là no thôi. Nhưng các bác vào nhìn cái ngôi nhà của anh Dình, của bà cụ thì cũng thấy đấy, gần như là không mua sắm được một cái gì hết. Đây, đây cũng không phải là cái giường, đây là cái mấy cái tấm ván kê vào thành cái giường. Không có chăn ấm mà như này đắp làm sao mà ấm được. Cái này hôm vừa rồi anh em mình mà biết gặp cái trường hợp này sớm thì có khả năng là những cái chăn kia thì mình sẽ để lại cho. Đấy, hôm vừa rồi mấy anh em mình đi phát ở bên trong Xì Phài là các bác cũng gửi cho khá là nhiều những cái chăn đẹp, chăn kiểu kiểu là chăn chăn hè thôi. Đấy, chưa có chăn bông nhưng mà đại loại là 2-3 cái đấy là dùng cũng đỡ rồi. Này các bác này, giường này bằng một cái tấm ván kê này, nằm thế này còn hỏng người ấy, đông. Đây này. Nhà đúng là mình cũng không cần phải nói nhiều để đấy, cameraman có quay cho mọi người có thể nhìn cảm nhận hết được cái thiếu thốn của gia đình. Nhà cửa xuống cấp hỏng hết rồi, nhà này chắc lâu lắm rồi nhỉ. Lâu rồi. Thì cái nền nhà cũng như kiểu nền ngoài đường này. Chủ yếu là nền nhà này không có tiền nuôi gia đình ấy thì không có tiền để đổ nền nhà đấy. Đúng rồi. Nếu như anh em mình thì cũng chịu ấy. Anh em mình nếu mà cuộc sống mà đi bây giờ mà thu nhập khoảng tầm như ở dưới phố thôi mà đi làm một tháng mà không được 10 triệu thì cũng không thể lo cho gia đình vợ con mà có một cái cuộc sống nó gọi là ở mức tạm tạm, còn chưa được đến trung bình ấy. Bản thân anh em mình thì cũng là những người lao động, cũng muốn là chia sẻ giúp đỡ thôi. Và chính bản thân em Công em Đức cũng là những người lao động mà cuộc sống bây giờ vợ con nói thật sự các bác là cũng chỉ ở cái mức độ trung bình ấy. Gọi là ngày cơm ăn áo mặc, không mùa đông thì có những cái bộ áo quần áo ấm, thì bữa cơm hàng ngày có cơm rồi thịt cá các thứ là cũng gọi là cũng no, gọi là tạm ổn thôi. Chứ còn để mà có điều kiện đi giúp đỡ được mọi người thì anh em mình chưa đủ khả năng các bác. Đấy, anh em mình chỉ đi chia sẻ thôi, nhờ qua mạng xã hội có thể giúp được ai thì giúp. Đấy, kết nối được với lại các nhà hảo tâm mà giúp đỡ được hoàn cảnh nào thì gọi là tích đức để cho con cháu sau này thôi. Đấy, và bản thân anh em mình cũng cảm nhận thấy là những cái công việc này nó vô cùng ý nghĩa. Đấy, giúp được một người là mình đã cảm thấy rất là tuyệt vời rồi. Nó không gọi là cái gì nó quá nhiều, quá ghê gớm. Mỗi người có một cái duyên thôi. Đấy, ví dụ như lúa em thì thật sự các bác là không còn gì để nói rồi. Một từ một hai vợ chồng gọi là khờ khạo đấy được rất là nhiều thứ. Thì cũng mong là những cái trường hợp hoàn cảnh như thế này thì các bác có thể hỗ trợ cho gia đình vượt qua được những giai đoạn khó khăn, để anh Dình này hoặc là vợ có thể là bệnh tật ốm đau có thể khỏi, để hai vợ chồng có thể đi làm đấy bằng chính cái sức lao động của mình để có cái kế sinh nhai phục vụ cho gia đình. Thì cũng mong muốn là thông qua video này hôm nay chia sẻ cái hoàn cảnh của gia đình bà Mua Anh Dình, cũng mong các bác các nhà hảo tâm lưu tâm hỗ trợ được cái gì thì anh em mình cũng xin làm cái cầu nối để mà mang vào hỗ trợ cho gia đình. Mà bây giờ cũng giáp Tết rồi các bác, để bây giờ từ giờ đến Tết nó cũng chỉ còn đâu đấy khoảng tầm hơn một tháng nữa thôi, gần 2 tháng nữa thôi mà
Mà bây giờ vợ ốm đau để mà lại chạy đi làm xuống công ty xong lại đi về nguyên cái tiền xe, tiền pháo thì cũng phải tiền triệu rồi. Mà trong cái thời gian từ giờ đến Tết thì không biết còn làm được bao nhiêu ngày nữa. Đấy, mà mình cứ tính là 2 tháng đi, được khoảng tầm 11, 12 triệu đi thì chưa có một cái chi phí gì hết thì đúng là cũng mà no cho bằng này con người thì thật sự là quá tải, quá sức. Không lo được cái gì ấy. Mua được cái mắm muối mì chính rồi thi thoảng được bữa thịt đã quá giỏi rồi. Đấy gần như là bản thân anh em mình đi làm như Dình đi làm là gần như là không dám tiêu cái gì vào bản thân ấy nhỉ. Thôi được rồi, có lẽ là cũng muộn rồi nhỉ. Thôi chia sẻ như vậy được các bạn. Bây giờ là cũng muộn rồi, anh em mình cũng xin phép dừng video để đi về thôi. Mong là các bác xem được video này của Hoa Đá Cao Nguyên. Mong tất cả các bác khán giả chia sẻ thật nhiều, lan tỏa video để cho gia đình có cái duyên gặp được Mạnh Thường Quân, có thể hỗ trợ cho gia đình được cái gì thì tốt cái đấy các bạn. Bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cô bác anh chị và hẹn gặp lại ở những video lần sau ạ. Xin chào.